Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trở lại với quý vị và các bạn thì hôm nay tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có cái tầm nhìn khi mà các bạn muốn mua một chiếc bàn thờ hay quý vị muốn đặt một chiếc bàn thờ ở bất kỳ một cơ sở nào thì quý vị hãy tham gia hay là quý vị hãy nhìn thưởng thức cái mẫu bàn thờ này để quý vị thấy được cái giá trị khi mà quý vị thờ cúng tổ tiên mà có những cái chiếc bàn thờ nó chất lượng. Đối với chúng tôi thì với hơn 20 năm kinh nghiệm để làm về đồ thờ, cho nên là chúng tôi đã có rất là nhiều các cái kinh nghiệm về đồ thờ, về các cái mẫu đồ thờ để chia sẻ cho quý vị. Thì đây cũng là một trong những cái mẫu mà được đánh giá là đẹp nhất về cái chân truyện. Thế cho nên là với những cái mẫu bàn thờ này thì chúng tôi mong muốn là chia sẻ để cho quý vị nắm được, để cho quý vị khi xây dựng một căn nhà mới hay là quý vị muốn thay một cái bàn thờ cũ đi thì quý vị nên lựa chọn làm sao cho mình được một trong những cái mẫu bàn thờ nó tuyệt vời để sau này quý vị dùng, quý vị không phải thay nữa. Bởi vì cái mẫu bàn thờ này thì chia sẻ cho quý vị là với những cái mẫu bàn thờ chất lượng thì người ta dùng từ đời này sang đời khác nó vẫn là rất là đẹp. Còn nếu như quý vị đi mua những cái mẫu bàn thờ hàng chợ hay là mẫu bàn thờ mà nó xấu xa, tức là nó xấu, nó không được đẹp, nó không có cái phong cách, thì quý vị dùng một thời gian là quý vị sẽ chán, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là dùng một thời gian nó sẽ bị hỏng, đúng không ạ? Thế cho nên là hôm nay tôi muốn giới thiệu và nhấn mạnh cho quý vị là khi quý vị mua hay quý vị đặt một trong những cái mẫu bàn thờ hay một trong những cái bàn thờ mà theo cái yêu cầu của quý vị thì quý vị phải lựa chọn làm sao mà đầu tiên là về cái chất lượng gỗ. Chúng ta phải đảm bảo cái chất lượng gỗ nó phải chuẩn thì chúng ta mới sử dụng lâu dài được. Thứ hai nữa là phải chọn thợ lắp ráp làm sao mà nó phải chắc chắn, đúng không ạ? Và thứ ba nữa là về cái phong cách, cái dáng của bàn thờ. Và cái cuối cùng là cái gì ạ? Cái cuối cùng này cũng là một cái điều cực kỳ quan trọng, đó chính là cái đường nét chạm khắc. Mỗi một cái bàn thờ chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy cái đường nét chạm khắc mà nó chất lượng thì nó sẽ tôn cái bàn thờ đó lên rất là đẹp. Hai nữa là cái mẫu chạm khắc này nó phải phù hợp với bàn thờ, nó phải đúng với phong thủy thì mới tốt, chứ còn không phải chúng ta thích chạm thế nào cũng được đâu ạ. Thế cho nên là chia sẻ cho quý vị để cho quý vị nắm được cái mẫu bàn thờ này là một trong những cái mẫu bàn thờ mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Có kích thước chiều dài là 1m97, chiều rộng là 97 và chiều cao là 1m27. Đây là một kích thước chuẩn phong thủy. Cái chân của nó là cái bốn cái chân ở bốn góc là chân vuông 12. Và cái yếm dạ ở mặt tiền này là dày 4 phân. Chia sẻ cho quý vị thì cái khung ở bên trên là khung dày 4 phân. Đấy. Ván dày 1/2, rất là chắc chắn. Khi chúng ta sắm sửa một chiếc bàn thờ thì cái bề mặt này là cái bề mặt rất quan trọng. Nếu chúng ta không cẩn thận thì cái mặt này nó sẽ yếu ớt. Khi chúng ta đặt những cái bát hương hay đỉnh đồng hay là bức tượng lên thì nó sẽ bị võng, đúng không ạ? Nếu bàn thờ mà bị võng thì nó sẽ không tốt. Cho nên là chúng ta phải hết sức cân nhắc làm sao mà một trong những cái mẫu bàn thờ, một trong những cái giá trị của bàn thờ là chúng ta làm sao chúng ta phải lựa chọn thật kỹ khi mà quyết định mua hay đặt một chiếc bàn thờ thật ưng ý, đúng không ạ? Cho nên là tôi muốn chia sẻ cho quý vị những cái giá trị thực tế để cho quý vị thấy được. Bởi vì là tôi cũng đã biết là rất nhiều nhà khi mà dùng bàn thờ một thời gian là nó sẽ bị võng ở cái bên mặt. Thế cho nên là quý vị cũng nên cân nhắc làm sao mà chọn lựa hoặc là đi đặt một cái mẫu bàn thờ làm sao nó chắc chắn vào, để chúng ta thờ cúng từ đời này sang đời nọ mà nó không có ảnh hưởng gì, nó không có hỏng hay là không có bị võng mặt. Đấy. Cho nên là chúng tôi mong muốn là khi quý vị xem cái video của chúng tôi, quý vị sẽ cân nhắc được những cái giá trị về bàn thờ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đối với chúng tôi ấy, thì chúng tôi luôn làm ra rất là nhiều các cái mẫu bàn thờ, từ gỗ mít, gỗ hương, gỗ cẩm vàng, gỗ rổi, gỗ gụ và những cái dòng gỗ khác nữa. Thế cho nên là với hơn 20 năm kinh nghiệm về làm đồ thờ thì chúng tôi cũng rất là mong muốn khi chia sẻ cho quý vị để quý vị được tận hưởng những cái giá trị
về đồ thờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.